Mấy hôm nay trong người nó yếu yếu mệt mệt làm sao á, nên mình quyết định làm món sò huyết sống sốt Thái ăn nha các bạn. Đây là cái mớ sò huyết mà mình đã mua ở ngoài chợ về nè các bạn. Con này thì cũng là khá là to, nhiêu đây là tầm nửa ký nè. Mấy con này thì được chủ quán chà sạch rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình chỉ cần đem lửa sơ và trần qua nước sôi là được. Bây giờ thì mình đem trần nó qua nước sôi nha các bạn, để từ 3 đến 5 phút nha các bạn. Tùy theo các bạn muốn ăn chín hay là ăn tái tái, mình thì thích ăn tái tái nên mình sẽ để tầm 3 đến 4 phút rồi mình đem cắt cái nước sôi đó ra nha các bạn. Bây giờ Tú sẽ tách sẵn nó ra rồi mình để ra dĩa, rồi một hồi mình chỉ cần là rưới nước sốt lên là có thể ăn được rồi. Cái món này là chỉ dành cho các bạn thích ăn tái sống như tôm tái nè, tôm sốt Thái nè, ai ăn được món này rồi là ghiền luôn nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi mình tách cái con này ra thì bạn Thi đi làm nước sốt nha các bạn. Thì nguyên liệu làm nước sốt cũng đơn giản lắm các bạn, nước mắm, tương ớt, đường và chanh nha các bạn, không thể thiếu chanh nha, mấy món Thái là không thể thiếu chanh được. Mình sẽ cho thêm vô đây là hành, tỏi, ớt băm và cái nguyên liệu không thể thiếu đó là bồ tạc nha các bạn. Tùy theo mức độ ăn cay mà các bạn có thể cho nửa tiếp hoặc một tiếp. Mình nói chơi thôi chứ cho ít ít thôi, cho nhiều quá ăn nồng lắm các bạn ơi, nồng sặc luôn á. Rồi mình quậy đều 1800 vòng hay là 3600 vòng gì đó cho nó hòa quyện gia vị lại với nhau. Đây là cái dĩa sò huyết mà mình đã tách xong rồi các bạn, bây giờ thì mình rưới nước sốt lên và chuẩn bị thưởng thức thôi. Hồi nãy thì bạn Thi bạn có len lén nặng vô một ít mùi tạt nữa các bạn ơi, nên cái mùi nó rất là nồng. Mình đứng mình quay phim mà nó nồng, nó sặc lên tới mắt của mình luôn á. Có ai nhìn vô mà chảy nước miếng không? Chứ mình nhìn vô là mình thèm quá chừng rồi nè. Mình thấy xót xót cái bao tử của mình rồi đó. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức với tụi mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thôi. Ớt ớt. Khỏe lên hẳn luôn. Bụi lại nồng quá. Bụi lên thế nào? Không dám ăn mấy con dưới. Ăn đi. Ăn cái lên thế nào? Đặt tiền nha. Bước vô. À. Bù tạng nằm quá. Quá ngon. Quá trời. Quá trời ngon. Gớm nước mắt. Gớm nước mắt. Nè, hai nè. Món ăn thế nào, cái này đúng chắc là sốt Thái luôn. Để có nửa tiếp con sẽ bị chứ nhiêu nước mắt rơi các bạn ơi, nước mắt em rơi rồi chết kết thúc. Ngon quá, cay chứ ngon nha. Ăn thêm miếng củ hành tây nằm, nước mắt rơi luôn. Kết thúc phải không? Ok rồi, chào tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.